Những thông tin nổi bật trong chương trình trưa nay: bắt nhóm trộm có nhiều tiền án đang trên đường gây án, tuyên án tử hình đối tượng mua bán 107 bánh hàng cắn, Bình Phước mất lái xe tải chở điều lật ngửa bụng, Hậu Giang trục vớt xà lan bị chìm gặp khó khăn, người nuôi thủy sản ở Nghệ An, Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ thua lỗ, Bến Tre nông dân đắn đo xuống giống vụ hoa Tết, Khánh Hòa tìm giải pháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, Bình Thuận nuôi lươn không bùng, hướng đi mới của nông dân Hàm Thuận Nam, ươm mầm từ ánh sáng của yêu thương. Kính chào quý vị đang đến với Chuyển động 25 giờ. Thưa quý vị, thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự sẽ cùng mở đầu cho chương trình Chuyển động 25 giờ trưa nay. Theo tin từ truyền hình Hậu Giang, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên, An Giang đang tạm giữ hình sự Phan Bảo Toàn, Hồ Hoàng Xuân Tiến và cho gia đình bảo lãnh Nguyễn Thành Tài để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Chiều qua, tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19 của công an phường phát hiện Toàn cùng Tiến và Thái đang vận chuyển 6 cái ghế, 3 cây sắt và 1 hộp dụng cụ sửa chữa điện. Thấy có dấu hiệu khả nghi nên mời cả 3 người về trụ sở làm việc. Tất cả khai nhận đang đi trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Tại quán cà phê Hương Xưa, phát hiện không có người trông giữ nên đột nhập vào nhà kho phía sau quán trộm. Đang trên đường mang về nhà thì bị bắt giữ cùng tang vật. Được biết, Toàn và Tiến từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Thưa quý vị, cũng tại An Giang, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ đối tượng Đặng Anh Tùng, hay còn gọi là Tùng Inox, sinh năm 1995, cư trú ấp Tây Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn. Đây là đối tượng có lệnh truy nã về tội gây rối trật tự công cộng, tin từ truyền hình Bình Phước. Theo hồ sơ, vào ngày 5 tháng 12 năm 2020, tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng dùng hung khí đánh nhau giữa hai nhóm người. Vụ việc được lực lượng công an huyện Thoại Sơn phát hiện, đồng thời xác minh và tiến hành điều tra các đối tượng có liên quan. Lúc này, sợ bị công an bắt giữ nên Đặng Anh Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 8 tháng 3 năm 2021, Công an huyện Thoại Sơn ra quyết định truy nã Đặng Anh Tùng về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Tùng đi nhiều nơi sinh sống để trốn truy nã của cơ quan công an. Khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã phát hiện bắt giữ được Đặng Anh Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hiện đối tượng Đặng Anh Tùng đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang di lý về và bàn giao cho Công an huyện Thoại Sơn để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, vừa qua tại xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, Công an huyện Tuần Giáo chủ trì phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Công an huyện Mường Ảng và Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy Cục Hải quan tỉnh Điện Biên đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất cấm, tin từ đài truyền hình Bình Phước. Tang vật thu giữ trong chuyên án gồm 9 bánh heroin có trọng lượng hơn 3,1 kg cùng nhiều vật chứng liên quan. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Sùng A Khá, sinh năm 1995, trú tại xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Khá đã mua số ma túy này tại khu vực biên giới Việt-Lào, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Thưa quý vị, cũng liên quan đến tội phạm mua bán chất cấm, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1981, trú tại thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về hành vi mua bán trái phép chất cấm, tin từ đài truyền hình Bình Phước. Theo cáo trạng, vào ngày 19 tháng 7 năm 2019, tại xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện bắt quả tang đối tượng Vũ Đình Kiên và Trần Mạnh Trung đang điều khiển xe ô tô vận chuyển 100 bánh heroin được cất giấu dưới lớp lót sàn, khoang để lốp dự phòng. Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Hùng, Nguyễn Mạnh Cường, Lý A Xúa và Trần Đức Thành về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, Nguyễn Mạnh Cường là người chủ mưu, giữ vai trò chính trong quá trình thực hiện 3 lần mua bán với tổng số 107 bánh heroin. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Cường mức án tử hình. Trước đó, hai đối tượng trong đường dây này là Lý A Xúa, Trần Đức Thành cũng đã bị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên phạt mức án tử hình. Chuyển sang những tin tức liên quan đến hoạt động giao thông. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xin ý kiến về kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ, hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng chống dịch. Tin từ đài truyền hình Cà Mau.
tại các địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, không tổ chức hoạt động vận tải. Tuy nhiên, các cảng hàng không, ga đường sắt trên địa bàn địa phương đang thực hiện chỉ thị số 16 được hoạt động và tiếp nhận hành khách để đi đến các địa phương khác không áp dụng chỉ thị số 16. Đối với các địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15, chỉ thị 19 được tổ chức vận tải hành khách theo mức độ hạn chế tỷ lệ phần trăm phương tiện khách của từng phương thức vận tải. Với các địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện mức độ bình thường mới, vận tải hành khách được phép hoạt động bình thường. Đối với hành khách phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đảm bảo tiêm đủ liều vaccine, có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Cũng theo đài truyền hình Cà Mau, Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100. Trong đó, nhiều hành vi vi phạm của người đi xe máy có mức xử phạt tăng so với hiện nay. Cụ thể, cơ quan soạn thảo đề xuất mức xử phạt tăng từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, lên 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách. Hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở xe ưu tiên tăng lên 1 đến 2 triệu đồng. Người lái xe máy không có bằng lái xe tăng lên từ 1 đến 2 triệu đồng. Đặc biệt, đối với hành vi đua xe máy trái phép, cơ quan soạn thảo đề xuất mức phạt từ 10 đến 15 triệu đồng, thay vì 7 đến 8 triệu đồng như hiện nay. Thưa quý vị, mới đây trên đoạn đường DT759 thuộc khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã xảy ra một vụ tai nạn hy hữu. Vụ việc xảy ra vào khoảng lúc 20 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9, tin từ đài truyền hình Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Thành Tâm, ngụ thôn Phước Yên, xã Phước Tín là tài xế xe ô tô tải mang biển kiểm soát 49C01882, lái xe đi từ hướng phường Phước Bình đến xã Phước Tín. Lúc này trời mưa làm hạn chế tầm nhìn, cộng với mặt đường trơn trượt nên anh Tâm đã không làm chủ tay lái, lao xe lên vỉa hè, khiến xe bị lật ngửa và tông vào cột đèn đường. Rất may tài xế Tâm thoát nạn. Thưa quý vị, tiếp tục thông tin về chiếc xà lan chở 500 tấn cát chìm trên kênh sáng Xà No, đoạn qua ấp 1B, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, bị chìm cách đây 4 ngày. Hiện đơn vị cứu hộ đang nỗ lực trục vớt. Tuy nhiên, chiếc xà lan có tải trọng lớn bị chìm sâu nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tin từ đài truyền hình Hậu Giang. Qua khảo sát, đơn vị cứu hộ đưa ra phương án là bơm cát lên để giảm trọng lượng xà lan, sau đó sẽ dùng máy cẩu để di dời. Tuy nhiên, vì nằm dắt ngang sông, nước chảy mạnh và chìm với độ sâu gần 10 mét nên gây khó khăn trong trục vớt. Để đưa hết lượng cát lên bờ, đơn vị thuê mướn thợ lặn chuyên nghiệp bơm hút. Do máy bơm có công suất nhỏ nên không đáp ứng được tiến độ. Đến hôm nay, chỉ đem lên được khoảng 100 tấn cát trong số 500 tấn. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, đây là vấn đề cấp bách. Nhưng cho tới thời điểm này, tiến độ trục vớt rất chậm. Để công tác trục vớt được nhanh nhất, tỉnh đề nghị đơn vị cứu hộ tăng cường thêm máy bơm hút công suất lớn và thuê thêm thợ lặn giải quyết dứt điểm số cát bị chìm. Cái đơn vị trục vớt tới hôm nay thì đã 3 ngày rồi, thì cái tiến độ nó quá chậm, cho nên là chúng tôi thống nhất giữa là bên trục vớt chủ phương tiện là thống nhất là thuê một phương tiện khác để mà tiến hành bơm cát ra, mà cái phương tiện thuê mới này có công suất lớn hơn và đảm bảo làm sao là thực hiện cái công việc giác là trục vớt để thông luồng sớm nhất, và tôi buộc cái đơn vị trục vớt phải làm sao là thông được luồng chậm nhất vào 17 giờ ngày mai là đảm bảo để cho cái tất cả các phương tiện đều qua lại được. Đối với các phương tiện lưu thông trên tuyến này, lực lượng chức năng phối hợp hai chốt đường thủy ở cửa ngõ ra vào tỉnh để thông báo và phân luồng. Đối với phương tiện dưới 60 tấn cho qua nhưng phải đi theo luồng được cho phép, còn các phương tiện trọng tải lớn buộc phải quay đầu và cho đi tuyến khác, tránh ách tắc, đảm bảo an toàn. Xin được chuyển đến những thông tin đáng chú ý về đời sống sản xuất, dân sinh. Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến góp ý tại dự thảo nghị định, quy định chi tiết thi hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch bệnh. Tin từ đài truyền hình Khánh Hòa. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm nay đối với một số trường hợp doanh nghiệp cụ thể. Trong đó, đối tượng được áp dụng chính sách này là các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và tổng doanh thu giảm so với năm 2019. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, mới chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021 thì sẽ không xét tới tiêu chí doanh thu giảm. Thưa quý vị, cũng theo tin từ đài truyền hình Khánh Hòa,
Theo khảo sát thị trường thì giá vật liệu xây dựng đã tăng 25% so với giá đầu năm. Nếu không kìm hãm đà tăng của giá các vật tư đầu vào này thì nhiều khả năng bất động sản sẽ thiết lập mặt bằng giá mới, ảnh hưởng đến người mua nhà, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của các công trình xây dựng. Theo tính toán của các chủ đầu tư, thép xây dựng chiếm khoảng 28% chi phí cho một căn hộ chung cư và khoảng 35% chi phí xây dựng một căn nhà liền kề. Với mức giá thép tăng lên tới 40-45% như hiện nay, thì đơn giá bán nhà sẽ chịu tác động lớn. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất xi măng cũng đã điều chỉnh mức giá sản phẩm bán ra với mức tăng từ 30.000 đến 40.000 đồng một tấn trở lên. Thưa quý vị, chuyển đến những thông tin về sản xuất nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đến nay, các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch được 1,38 triệu hectare với năng suất là 5,7 tấn một hectare. Sản lượng ước đạt 7,87 triệu tấn, tin từ đài truyền hình Cà Mau. Diện tích còn lại của vụ hè thu dự kiến từ nay đến đầu tháng 10 sẽ thu hoạch xong. Toàn vùng cũng đã xuống giống vụ thu đông được 562.000 hectare trong kế hoạch 700.000 hectare. Một số diện tích sớm đã cho thu hoạch được 67.000 hectare với năng suất 5,2 tấn một hectare. Các địa phương đã thành lập các tổ đội sản xuất, điều phối máy gặt đập có thể di chuyển thu hoạch lúa giữa các địa phương khá thuận lợi. Điều này giúp cho giá lúa thời gian qua đã nhích lên và ổn định. Tuy nhiên, do dịch nên giá lúa tăng chưa đạt như kỳ vọng. Hiện việc lưu thông trên các tuyến đường đã được tháo gỡ, nhưng đang khó khăn ở khâu nhân lực bốc xếp hàng hóa. Tại các nhà máy, do phải thực hiện giãn cách hay phải theo phương án 3 tại chỗ nên nguồn nhân lực chưa nhiều. Thưa quý vị, trong thời điểm này, người nuôi thủy sản ở Nghệ An, Hà Tĩnh đang đứng trước nguy cơ thua lỗ vì cá đã đến vụ thu hoạch nhưng không có người mua, trong khi tôm ốc liên tục mất giá. Tin từ đài truyền hình Bình Phước. Các năm trước đến vụ thu hoạch, cá lồng thương lái thu mua với mức giá 50-80 ngàn đồng 1 kg. Thế nhưng, năm nay vụ thu hoạch thương lái không tới mua khiến cá cân nặng đã vượt quá tiêu chuẩn xuất bán. Ốc hương thương phẩm từng có thời điểm lên tới 280-300 ngàn đồng 1 kg, thì nay chỉ ở mức 230-250 ngàn đồng 1 kg. Không chỉ ốc hương mà người nuôi tôm thẻ, ngao cua ở các địa phương này cũng lo đổ nợ vì khó khăn trong tiêu thụ, trong khi giá bán liên tục giảm. Thưa quý vị, cũng theo truyền hình Bình Phước, vào thời điểm này, tỉnh Bến Tre đang bắt đầu xuống giống các loại hoa để phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, nhiều hộ dân đắn đo việc xuống giống cho vụ hoa Tết sắp tới. Làng hoa Cái Mơn, Chợ Lách sản xuất khoảng 12 đến 15 triệu sản phẩm hoa cây cảnh các loại phục vụ thị trường Tết cho cả nước, trong đó có khoảng 5 triệu sản phẩm hoa nở như các loại cúc, vạn thọ. Tuy nhiên, vụ hoa Tết năm nay, ngành nông nghiệp huyện Chợ Lách khuyến cáo người dân giảm còn một nửa, tức là khoảng 2,5 triệu sản phẩm. Ngoài hoa nở, các loại hoa khác và cây cảnh khuyến cáo người dân tùy điều kiện thị trường để có kế hoạch sản xuất phù hợp. Thưa quý vị, theo tin từ đài truyền hình Khánh Hòa, do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên tình hình tiêu thụ mía tím ở Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa hết sức khó khăn. Không chỉ giá giảm mà sản lượng mía tồn đọng còn rất nhiều. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp cũng đã triển khai các biện pháp hỗ trợ bà con huyện Khánh Sơn tiêu thụ mía đến kỳ thu hoạch. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị các đơn vị trực thuộc sở thông báo ngay việc hỗ trợ thu mía tím đến các cán bộ, công nhân viên, huy động sự tham gia hỗ trợ trong tiêu thụ rộng rãi trong nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp. Những chuyến vận chuyển mía tím đầu tiên đã về đến các đơn vị. Trong đó, các cảng cá trên địa bàn tỉnh sẽ huy động bà con ngư dân, chủ các nậu vựa, cơ sở hậu cần nghề cá thu mua hơn 10 tấn mía. Tỉnh đoàn Hội Doanh nhân trẻ cũng đăng ký tiêu thụ 2.000 tấn mía. Đồng thời, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh cũng sẽ liên kết kêu gọi sự tham gia hỗ trợ tiêu thụ mía tím tại các tỉnh lân cận nhằm sớm giải quyết một phần khó khăn cho bà con Khánh Sơn. Cũng theo đại diện huyện Khánh Sơn, tổng sản lượng mía tím năm nay khoảng 11.000 tấn, hiện mới chỉ tiêu thụ được khoảng 2.000 tấn. Dù giá bán mía giảm khoảng 60% so với năm trước, nhưng khâu tiêu thụ rất chậm. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ mía mà nhiều loại nông sản khác tại Khánh Hòa vẫn cần được hỗ trợ tiêu thụ. Trước thực tế này, tỉnh Khánh Hòa đã và sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ nông dân trong tỉnh tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cùng với đó là đồng loạt triển khai nhiều kênh phân phối bán lẻ, đẩy mạnh vừa tiêu thụ nội địa vừa xuất khẩu, phản ánh từ đài truyền hình Khánh Hòa. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa, tình hình tiêu thụ các loại nông sản như sầu riêng, xoài, bưởi da xanh cơ bản đã giải quyết ổn định từ trước và trong mùa dịch. Riêng thủy sản và mía tím đang và sẽ rất khó khăn trong thời gian tới.
trong các mặt hàng thủy sản, lượng ốc hương bị tồn đọng nhiều nhất. Trong khi đó, mía tím ở Khánh Sơn giá hiện nay giảm hơn một nửa nhưng vẫn không tiêu thụ được, trong khi đặc thù của loại nông sản này là không thể chậm thu hoạch hoặc để lâu được. Khó khăn này cũng đã được nêu tại buổi làm việc mới đây giữa lãnh đạo tỉnh và các địa phương cùng ngành chức năng và các đơn vị hiệp hội hành nghề. Mía xa từ bao năm nay thì đối với Khánh Sơn là chủ yếu tiêu thụ ở các tỉnh như là miền Trung, Bình Định, Quy Nhơn và Phú Yên để cho các tàu bè đi biển. Và một số chợ đầu mối của thành phố Hồ Chí Minh thì đến thời điểm này thì những cái nơi này thì họ không thu mua, cho nên là thương lái nói bây giờ thu mua thì cũng không có thể tiêu thụ được. Giá cả là rất là thấp, cho nên là bà con nói bán giờ cũng chưa chắc đã đủ cái tiền phân, chứ chưa nói là cái tiền công và tiền giống đó. Cho nên là rất là khó khăn. Gần vào mưa bão rồi mà đối với thủy sản á, mà nếu chúng ta kéo dài là coi như thiệt hại nặng lắm. Khác với cái hàng nông sản, hàng thủy sản mà để thêm mình cho bỏ ăn vài bữa là tôm ốc nó ốp hết, là cũng ảnh hưởng tới cái sản lượng. Với thứ hai là qua bão dễ dịch và dễ bị chết. Hiện nay phần lớn các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp đều thiếu vốn, chi phí đầu vào tăng cao, gánh nặng lãi suất cho vay cũng còn cao. Việc lưu thông vận chuyển cũng gặp nhiều khó khăn do các địa phương áp dụng giãn cách, sức tiêu thụ của thị trường Trung Quốc cũng hạn chế. Theo Sở Công Thương, các hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản thời gian qua đã được triển khai. Hàng thủy sản như tôm hùm đã liên kết được với doanh nghiệp xuất khẩu chính ngạch sang thị trường nước ngoài. Nông sản, trái cây của Khánh Hòa cũng đã được tiêu thụ thông qua những chương trình hoạt động hỗ trợ của các đoàn thể. Một số cũng được đưa về tiêu thụ ở các chợ tạm, mô hình chợ ra phố nhưng vẫn còn ít. Chính vì vậy, cần có kế hoạch xúc tiến tiêu thụ nông sản mạnh hơn trong thời gian tới. Thì tôi đề nghị ban văn phòng về vận động các cái doanh nghiệp trong khu công nghiệp á, xuất khẩu á, mua nguyên liệu để trữ cấp đông thì mới giúp được cho dân một phần là tiêu thụ cái loại tôm sú với tôm thẻ chân trắng này. Chứ còn các tỉnh bạn thì tiêu thụ cũng có phần nào thôi, chứ cái loại này xuất khẩu thì nó mới nhiều và giá trị nó mới cao và tiêu thụ được phần lớn. Sở Công Thương mới chuyển hướng là các tỉnh Tây Nguyên. Thì hiện nay các tỉnh Tây Nguyên cũng tiêu thụ hệ thống chợ siêu thị. Hệ thống chợ siêu thị thì các tỉnh Tây Nguyên không có đóng, thành ra cũng dễ hơn. Và tôi cũng đề nghị tỉnh là cố gắng xem xét mở lại các chợ truyền thống cũng như các siêu thị để hỗ trợ tiêu thụ một phần các thủy sản này để cho người dân trong tỉnh mình tiêu thụ. Đối với Sở Công Thương, các đồng chí tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trong việc thực hiện kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu, trong đó vận động các siêu thị, hệ thống phân phối, cửa hàng ưu tiên tiêu thụ các sản phẩm nông sản thực phẩm sản xuất trong tỉnh và theo dõi tình hình cung ứng nông sản và liên hệ với các vụ thị trường trong nước, Cục Xúc tiến Thương mại, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tiếp tục quảng bá, nắm bắt thông tin về nhu cầu tiêu thụ, kết nối tiêu thụ nông sản của tỉnh với các doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, đồng thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản để kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ và tránh tình trạng tồn đọng như trước đây. Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các địa phương tiếp tục hỗ trợ nông dân ổn định tổ chức sản xuất tại địa phương, tạo điều kiện cho các cơ sở chế biến nông lâm thủy sản, giết mổ, gia súc, gia cầm hoạt động lại trong tình hình mới, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu nông sản chính ngạch. Sở Giao thông Vận tải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị vận chuyển, hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh. Ngành ngân hàng xem xét việc cơ cấu thời gian trả nợ, hỗ trợ giảm, giãn lãi suất, tái cho vay, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các sở ngành địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối tiêu thụ nông sản Khánh Hòa vào đầu tháng 10 tới. Quý vị thân mến, bão số 5 đã làm 100 hecta hành mùa thu đông ở huyện Lý Sơn mất trắng. 200 hecta khác đang đứng trước nguy cơ giảm năng suất. Nông dân Lý Sơn đang nỗ lực cứu hành bằng kinh nghiệm nhà nông của mình. Tin từ đài truyền hình Hậu Giang. Sau bão, ngày nào chị Võ Thị Sửu cũng đều có mặt trên cánh đồng hành của gia đình để theo dõi, chăm sóc. Đầu tư khoảng 60 triệu đồng cho 4 công hành, đánh cược khá lớn ở vụ này nên chị đang dùng sức cứu chúng. Thì mình cũng tưới để cho cây hành nó tươi lan rồi mình bó phân rồi phun thuốc và dưỡng cây rồi phun thuốc trừ những cái bệnh héo rũ rồi nè. Đó là sau này nó đỡ được, nó nứt lan được như vậy. Bão số 5 gây mưa lớn, nước biển dâng cao, kèm theo gió mang hơi nước biển phủ trắng toàn bộ diện tích hành. Hành ngã rạp, dập lá, dạn úa, chết thân. Nông dân tăng 50% lượng nước lấy từ các giếng tưới chúng, mong giúp cây nhanh hồi phục lại.
Gần một tháng nữa, vụ hành này bước vào kỳ thu hoạch. Thiệt hại bão số 5 gây ra, bà con đang cố gắng cứu nguy. Chỉ mong cơn áp thấp nhiệt đới lần này không quét qua huyện đảo này lần nữa. Chương trình xin được tiếp tục với một thông tin về mô hình sản xuất hay đến từ Đài Truyền hình Bình Thuận. Thưa quý vị, hiện nay trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, nhiều nông dân mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất chăn nuôi. Trong đó có những hộ đã dỡ bỏ hàng trăm trụ thanh long, thay thế bằng mô hình tương đối mới, đó là nuôi lươn không bùng với trại nuôi quy mô hàng trăm triệu đồng. Lươn không bùng được nuôi trong các bể xi măng, mặt trong ốp gạch men hoặc trải bạt, tạo độ trơn để tránh cho lươn không bị trầy xước, bảo vệ lươn không bị tổn thương vì nhiễm trùng. Mô hình nuôi lươn không bùng là một trong những hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ Nông nghiệp huyện. Chủ hộ tham gia sẽ được hỗ trợ 50% chi phí con giống và 40% chi phí cho thức ăn. Hiện giá bán lươn trên thị trường khá cao, dao động từ 190.000 đến 250.000 đồng một ký tùy theo trọng lượng. Thưa quý vị, năm học này, để đảm bảo an toàn, nhiều địa phương áp dụng hình thức dạy học trực tuyến. Thế nhưng, đối với những em học sinh không có điện thoại, máy tính, thì việc học lại càng khó khăn hơn. Trong ngày đầu tiên học trực tuyến, Hậu Giang vắng hàng ngàn học sinh. Với sự quan tâm và quyết tâm không để các em dừng học, Phòng Giáo dục các huyện, thị, thành phố đã lên kế hoạch cho giáo viên chủ nhiệm đem tài liệu đến tận nhà nhằm kịp thời cung cấp kiến thức động viên các em. Câu chuyện của truyền hình Hậu Giang. Những cơn mưa chợt đến chợt đi của ngày tháng 9 cùng khoảng sân trường vắng que làm lòng người thầy xốn xang. Không gặp học sinh do dạy trực tuyến đã đành, nhưng tiết học lịch sử vừa rồi lớp vắng 9 em do thiếu thiết bị học. Không thể ngồi yên nên ngay khi nhà trường lên kế hoạch đưa tài liệu đến tận nhà cho các em, thầy Nguyễn Minh Tuấn nhanh chóng soạn lại bài giảng, chú thích rõ từng chỗ để các em dễ hiểu khi tự học, liên lạc với phụ huynh để tìm nhà. Sau mấy bận hỏi thăm, thầy Tuấn mới đến được tận nhà em Lưu Thái Ngọc. Trong căn nhà dột trước dột sau, một chiếc điện thoại hay máy tính để học trực tuyến với em là điều xa xỉ. Chiếc áo trắng học trò phơi bên hiên nhà, cơn gió mạnh có thể làm áo rớt xuống, cũng giống như sự học của em đang chơi vơi giữa dòng mưa sinh. Vì thế, khi được thầy đem tài liệu cho, chỉ dạy tận tình, Thái Ngọc cảm nhận rõ hơi ấm tình thương và càng quyết tâm hơn trong năm học mới. Ở nhà có sách là con đã học rồi, con không có thiết bị mạng nên thầy đã đem tài liệu con cho con vô. Con rất mến thầy. Con hứa con sẽ học giỏi. Để học trò không bỏ học, có thêm động lực vượt qua khó khăn cũng chính là mong mỏi trong lòng thầy Tuấn. Đây còn là lúc để thầy nhìn thấy rõ những khó khăn và lắng nghe những tâm tư của học trò mà đôi khi các em chưa bày tỏ. Khi mình đem tài liệu vào cho các em thì nó sẽ tạo cái tình cảm gần gũi giữa thầy và trò. Thì các em sẽ thấy được cái sự quan tâm của nhà trường, rồi của thầy, rồi của chính quyền địa phương đối với cái điều kiện học như thế này. Là các em có thể, do từ đó các em có thể là nắm kiến thức được sâu hơn qua cái công việc là mang tài liệu đến cho các em. Thì cái một cái ước mong duy nhất của tôi đó là các em được có một cái kiến thức rồi không bị chịu thiệt thòi hơn so với các bạn. Không có mẹ đã là một sự thiệt thòi. Đằng này thiếu vắng tình thương của cả cha lẫn mẹ như em Ca Phan Quốc Minh ở xã Dị Thủy lại càng đáng thương hơn. Bên này số qua. Vì không có thiết bị học nên 3 ngày nay em đã vắng học những bài đầu tiên của năm lớp 7. Nắm được hoàn cảnh gia đình, cô Mai Thị Mỹ Xuyên chạy xe hơn 10 cây số, mang tri thức đến ngôi nhà nằm cuối con đường quê heo hút. Nhìn thấy niềm vui ánh lên trong đôi mắt cậu học trò nhỏ, cô Xuyên biết mình đã sống đúng với ngọn lửa nghề. Đặc biệt là tôi có cái tình cảm rất là gần gũi học sinh, yêu mến học sinh rất là nhiều. Đó là cái động lực trong bản thân của mỗi người giáo viên. Ví dụ như tôi đây, thì khi mà càng công tác, càng tiếp cận em nhiều thì tôi cảm thấy là gần gũi và yêu thương em nhiều hơn. Và từ đó thì không có ngại đường xá xa xôi hoặc là hoàn cảnh khó khăn gì để đến, sẵn sàng đến với các em khi các em cần. Sau cơn mưa trời lại sáng, dẫu có khó khăn vất vả trên hành trình mang tri thức đến học trò nghèo, nhưng với ngọn lửa nhiệt huyết với nghề, các thầy cô giáo vẫn ngày ngày gieo mầm xanh hy vọng.
tình thương và sự quan tâm của mỗi người thầy sẽ là ánh mặt trời ấm áp, giúp những búp non vươn mình đón ánh nắng tri thức. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động 25 giờ, chuyện nóng từ các địa phương trưa nay. Chương trình hợp tác giữa các cơ quan báo chí, đài truyền hình cùng MCB Network tổng hợp chia sẻ những thông tin đặc sắc từ các bản tin trên kênh Digital của các đơn vị. Quý vị có thể xem thêm tin tức hấp dẫn trên hệ thống YouTube, Facebook, TikTok của MCB Network và các đơn vị báo đài liên quan và siêu ứng dụng Netlove. Thu Hà xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào lúc 18 giờ tối nay.